cải trang thành bà nông dân, tìm đến gõ cửa nhà của bảy chú lùn. Bạch Tuyết ngó đầu ra cửa sổ nói: "Bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào nhà đâu." Mụ đáp: "Ta chỉ muốn để cho con giỏ táo ngon này." Ai đây? Trời ơi, mở cửa cho chú nhanh. Bố đang ở cơ quan cầm tài liệu gấp đấy. Chú là ai đấy? Chú là bạn bố hôm trước đây. Không nhớ chú à? Có mở cửa cho chú nhanh không? Chú đang vội đây. Dạ. Khoan bo, cậu có quen người này không? Tớ không nhớ, trông chả quen thế nào. Thế thì cậu không được mở cửa, bo. Nhưng chú bảo giúp bố, mà việc lại gấp thế này. Hay là cậu cứ gọi điện hỏi bố trước xem. Thế nào, bố bảo sao? Bố bảo không nhờ chú nào nhờ lấy đồ hết. Người kia là kẻ xấu rồi. Chắc luôn, may mà bo không mở cửa nhá. Thấy bo gọi cho bố hắn bỏ đi luôn rồi, cậu thấy chưa? Ừ, may thật. Lại ai đấy nhở? Nhớ đấy, cậu không được cho người lạ vào nhà đâu nhá. Nhớ rồi, yên tâm. Hello, có ai ở nhà không nè? Cô hỏi ai ạ? Cháu không để ai lạ vào nhà đâu. Hi hi, cô mang quà đến cho các bé. Cô đưa quà rồi cô đi luôn mà. Ra nhận nè bé ơi. Nhưng mà ra lấy quà thôi chắc là không sao đâu nhở. Hi hi, có đồ ăn ngon tuyệt này bóng mù ơi. Khoan, đồ của người lạ tuyệt đối không được nhận. Bò ơi là bò, chỉ giỏi ham ăn thôi. Trông cô hiền thế cơ mà. Bánh lại ngon, sao mà cưỡng lại được. Thôi thôi, vào nhà, không có nghe ai hết. Chờ bố mẹ về thôi bò. Lại nữa. Lần này không quen là tớ không tiếp chuyện gì hết luôn. Hey nhô, happy Halloween bo. Ha ha, ông đến chơi với bo đây, mở cửa cho ông nào. À ông, cháu cứ tưởng lại người lạ đến nữa. Sao thế, có người gọi bo lúc ở nhà một mình à? Kể ông nghe nào. Very good bóng ngố, với người không quen, không mở cửa, không nhận đồ, không tiếp chuyện. Cháu phải nhớ ký nhé bo. Vâng, cháu nhớ rồi ạ.